Nhiều người trên mạng đang bàn tán xôn xao về việc cố ca sĩ Phi Nhung được cho là vẫn còn sống, không phải đang cầm cự từng hơi thở, mà hiện cô đang được điều trị tích cực tại Bệnh viện California và được chồng cũ chăm sóc chu đáo. Cùng với đó là con gái ruột Wendy. Thực hư thông tin như thế nào? Thì mới đây Wendy đã chính thức lên tiếng đính chính thông tin này. Sau khi ca sĩ Phi Nhung ra đi, nhiều thông tin tiêu cực về cô bỗng xuất hiện rầm rộ trên mạng xã hội. Mới đây Wendy đã bày tỏ sự bức xúc về những thông tin tiêu cực đang lan truyền về người mẹ quá cố của mình. Cô cho biết một số kênh YouTube đã lấy đoạn livestream cũ của mẹ Phi Nhung phát lại trực tiếp như thể Phi Nhung đang live, vì có lẽ đó fan của Phi Nhung hoang mang khi lầm tưởng cô ca sĩ Phi Nhung live thật và vào bình luận sôi nổi tương tác như thể Phi Nhung vẫn còn đang sống. Cách đây mấy hôm có người hỏi con, sao mẹ Phi Nhung qua Mỹ lại livestream? liệu có chuyện gì đang xảy ra hay không vì chuyện này mà wendy và khán giả anh em trong gia đình không biết đâu là thật đâu là giả và không biết chuyện gì đang xảy ra wendy cho biết một số người để lại bình luận như chào chị phi nhung chị còn sống à chị có khỏe không chị phi nhung ơi chủ kênh youtube sau đó đã bị đông đảo dân mạng vạch trần thủ đoạn đăng tin giả về ca sĩ phi nhung trước đó có nhiều tài khoản giả danh cũng được lập ra thậm chí còn giả mạo tài khoản con gái ruột của phi nhung tại mỹ con gái ruột wendy phạm cố ca sĩ phi nhung từng lên tiếng cảnh báo hiện tại có rất nhiều tài khoản facebook giả mạo được lập ra với tên wendy phạm cô khẳng định chỉ có một tài khoản facebook duy nhất và không có fanpage nào khác wendy phạm viết trên trang cá nhân xin mọi người hãy cẩn thận vì những tài khoản kia có thể dùng danh nghĩa mẹ con để trục lợi như xin tiền hay kêu gọi đóng góp từ thiện